Em đi mua sắm đây, về sớm thôi. Anh chăm con nha. Đừng lo em yêu, anh lo được hết trơn á. Các con à, thích làm gì thì làm đi. Ba đi ngủ một lát nha. Jacob, anh yêu, con đi đâu hết rồi? Cái gì? Con chúng ta. Ờ, chúng đang ngủ. Chúng mệt rồi mà em. Ba thích đọc sách cho bọn trẻ, nhưng chúng không thích nghe ông đọc chút xíu nào. Bắt đầu cuộc tấn công nước. Ba, coi chừng. Con bắn thường dân không có vũ khí à? Ba phải tự vệ thôi. Được rồi, ba bỏ cuộc. Nâng cấp trò chơi nào. Đổ Sprite vào thay vì nước thường nha. Giờ tấn công thôi. Trung tâm. Ồ, mẹ cũng muốn chơi nữa. Vòi nước đâu rồi? Trận chiến nước. À, đủ rồi. Anh đang dùng Sprite mà. Ngại ghê. Muộn rồi. Con yêu à, đi ngủ thôi. Con không muốn đi ngủ. Lên giường nào. Không. Muộn rồi đó, đi ngủ thôi. Ngủ ngon. Con không ngủ đâu. Hả? Về giường ngay. Được thôi, mình có ý này. Hot it. Yeah. Đừng tức giận mà. Nhìn đây nè. Wow, một cái giường hot it. Mẹ ơi, con sẽ đi ngủ nha. Mơ đẹp nha. Giờ mình cần bút lông xanh. Hai người đang làm gì vậy? What? Bừa bộn quá. Chào em, hai ba con đang vẽ. Chào mẹ, con đang bận. Dành chút thời gian ra dọn dẹp được không? Ôi, chắc là không. Vậy thì sao? Chơi bóng rổ nào. Ai ghi được nhiều điểm hơn? Ba ơi, chơi bóng rổ đi ba. Ý hay đó. Cùng xem ai ném được nhiều giấy vào thùng hơn nha. Đúng rồi, con làm được rồi nè. Đến lượt ba. Đúng rồi. Cuối cùng, tất cả rác đều nằm gọn ở trong thùng rồi. Kế hoạch thành công. Và mẹ ném cú 3 điểm nè. Ở đây đẹp ghê hen. Nơi này rất tuyệt để chơi bóng nè. Ba tuyệt lắm. Sẵn sàng. Chụp nè. Wow. Ba, đi lấy banh được không? Ờ, được. Một cú đá nữa. Ba. Lại nữa. Đây. Giờ quả bóng sẽ nằm ở trong lưới. Gắn vào chân con và chơi đi. Ý hay quá. Lướt điện thoại trong lúc con trai đang chơi. Đứng gần trái banh như vậy rất nguy hiểm. Trẻ em thích trò chơi điện tử. Nhóc con, bận hả? Ồ không. Con gái của tôi sẽ sớm bị gù lưng nếu cứ như vậy. Con yêu, ngồi thẳng lưng lên. Như vậy. Ôi, không được. À, biết rồi. Dây an toàn luôn giúp ích nè. Giờ con có thể tiếp tục chơi rồi. Không ai ở đây. Tuyệt, tắt điện thoại đi. Chỉ còn mình và yoga. Và con mình.
Hít vào, thở ra. Cân bằng bên trong. Bình tâm. Không, mình bỏ cuộc. Sẵn sàng chưa? Tay cầm chơi game cho con. Và con nè. Mọi người thiền theo cách riêng của mình. Chúc ngủ ngon nha con yêu. Ngủ ngon. Mình chơi xong màn này rồi sẽ đi ngủ. Tiếng gì vậy? Điện thoại sao? Mẹ, con đang ngủ. Đúng là tiếng điện thoại mà. Được thôi. Mẹ Ninja sẽ đổi điện thoại bằng bịt mắt. Nhiệm vụ hoàn thành. Điện thoại của mình đâu? Mẹ. Con yêu, đi tắm thôi nào. Ba sẽ canh ở đây nha. Điện thoại đâu rồi? À, ba. Ba. Con quên phao hả? Đây. Chào ba. Cái gì? À. Cái này còn tuyệt hơn hồ bơi nhiều. Bữa trưa sắp xong rồi đây. Tiếng gì vậy? Ồ không, các con bày bừa ra từ lúc nào vậy? Được rồi, ăn cơm thôi. Ngồi xuống và ăn ngon miệng nha. Và để cho thú vị hơn, các con có thể vẽ gì đó lên trên bánh nè. Bọn trẻ rất thích. Wow, đây đúng là tuyệt tác. Anh tài ghê nha. Mẹ đi vào. Chào con, đang làm gì đó? Ba, con đang vẽ búp bê nè, nhưng nó không ra. Con gặp may rồi, ba biết mẹo này. Để ba chỉ cho nha. Chỉ cần lấy một tấm hình, bọc tấm nhựa lên và để tờ giấy lên trên. Giờ bật đèn nha. Và con có thể vẽ đè lên. Nhìn nè, thành phẩm tuyệt lắm. Cảm ơn ba, con thích vẽ như vậy nè. Các con, sao vậy? Khuỷu tay con đau quá. Chờ chút, mẹ sẽ xử lý ngay. Cái này? Không. Hay cái này? Không. Hoặc có thể là cái này? Không. Băng cá nhân Pop It. Đúng rồi. Hoàn hảo. Cái Pop It. Đây không phải đồ chơi nha. Có một con quái vật ở trên giường. Hồi nào. Ồ, hiện nguyên hình. Mẹ ơi, con không lồng chăn được. Đừng lo, mẹ sẽ giúp con nha. Đầu tiên, lộn ngược áo chăn lại. Rồi trải nó ra. Để chăn ở trên. Cuộn tròn hai cái lại. Sau đó đặt các gốc chăn vào giữa cái áo chăn. Và cẩn thận lộn ngược nó lại. Vậy thôi, quá dễ đúng không? Con thích chứ? Wow, đây đúng là nơi tuyệt vời để chơi đập gối nè.
bạn thích video mới này không nào? Vậy hãy bình luận xuống dưới và nói cho chúng mình mẹo nào bạn thích nhất nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ kênh Trum Trum nè.